Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng ngày 12 tháng 3 trên kênh của bình luận viên Anh Quân News. Đêm ngày hôm qua, thì bóng đá châu Âu đã chứng kiến rất nhiều trận đấu hay với sự xuất hiện của một số cao ông lớn. Kết quả của những cuộc đụng độ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vị vô địch tại các giải đấu vào cuối mùa. Vậy cụ thể các đội bóng lớn đã chơi ra sao vào đêm qua? Còn tin tức nào đáng chú ý ở thế giới bóng đá hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Sau khi có chiến thắng đậm đà trước Manchester United vào tuần trước thì Liverpool bước vào trận đấu gặp Bournemouth với sự tự tin rất lớn. Tuy vậy, Lữ đoàn đỏ đã gây bất ngờ khi không thể có được bàn thắng dù tung ra tới 15 cú sút trong suốt 2 hiệp đấu. Không những vậy, The Kop còn để thủng lưới sau pha lập công của Philip Billing ở phút 28 và đành chấp nhận một trận thua tối thiểu. Thất bại này khiến cho chặng đường vào top 4 của Liverpool trong phần còn lại của mùa giải sẽ tương đối gian nan. Dù chỉ phải đến làm khách trên sân của một Crystal Palace không được đánh giá quá cao, nhưng Manchester City đã phải trải qua một cuộc đấu cực kỳ khó khăn. Các học trò của Pep Guardiola đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 1. Và suýt chút nữa thì điều tương tự cũng xảy ra khi trận đấu khép lại. Tuy vậy, pha lập công muộn của Erling Haaland trên chấm 11m đã giúp cho The Citizen có được chiến thắng tối thiểu cùng 3 điểm trọn vẹn. Kết quả này giúp các nhà đương kim vô địch rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu của Arsenal xuống còn 2 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn pháo thủ một trận. Trở lại Ngoại hạng Anh, sau khi bị AC Milan loại khỏi Champions League và Tottenham đã rất biết cách để xoa dịu tâm trạng của các fan hâm mộ. Gà trống là đội mở tỷ số trước sau pha lập công của Harry Kane ở phút thứ 19 và chính tiền đạo người Anh là cầu thủ đã nhân đôi cách biệt với cú sút 11m thành công. Không những vậy, trong một ngày thăng hoa thì Son Heung-min cũng đã góp vui với một bàn thắng ở phút thứ 62. Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có được một bàn danh dự và thắng lợi 3-1 cho Tottenham là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này đã giúp gà trống giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và khoảng cách 6 điểm với đội xếp sau là Liverpool. Có vẻ như những ngày tháng tăm tối của huấn luyện viên Graham Potter tại Stamford Bridge đã chính thức đi qua khi Chelsea vừa có một thắng lợi khá thuyết phục cho Leicester. Đội bóng Tây London sớm mở được tỷ số sau pha lập công rất đẹp của Ben Chilwell ở phút thứ 11. Tuy vậy, bảy cáo cũng cho thấy sự nỗ lực của mình khi đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Patson Daka. Thế nhưng trong một ngày thăng hòa thì The Blue đã tiếp tục chơi lấn lướt và có được bàn thắng thứ 2 của Kai Havertz sau đường kiến tạo rất hay từ Enzo Fernandez. Không chỉ vậy, trước khi trận đấu khép lại thì đội trưởng Kovacic cũng thành công trong việc điền tên mình lên bảng tỷ số ở phút 78 và chiến thắng 3-1 cho Chelsea là kết quả cuối cùng. Đây đã là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của The Blue trên mọi đấu trường và rất có thể đội bóng này sẽ thể hiện một bộ mặt sáng sủa hơn trong phần còn lại của mùa giải. Sau trận thua mối mặt trước Bayern Munich vào giữa tuần thì Paris Saint-Germain đã rất quyết tâm có được 3 điểm trước Brest đêm qua. Điều này sớm được ông lớn nước Pháp thể hiện bằng pha ghi bàn mở tỷ số của Carlos Soler ở phút thứ 37. Tuy nhiên, Brest cũng cho thấy mình không phải là đội dễ bị bắt nạt khi có bàn gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 khép lại. 45 phút tiếp theo không được chứng kiến thêm một bàn thắng nào được ghi, rồi đột biến đã xảy đến ở những thời gian bù giờ. Kylian Mbappe đã sắm vai người hùng khi nâng tỷ số lên 2-1 và giúp Paris Saint-Germain có được 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng này càng củng cố thêm ngôi đầu của Paris Saint-Germain khi khoảng cách giữa đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử và nhóm bám đuổi là tương đối lớn. Trận đấu sớm nhất của La Liga vào đêm qua đã chứng kiến Real Madrid có được chiến thắng thuyết phục trước Espanyol. Cái ghế trắng bất ngờ bị thủng lưới trước sau pha lập công của Joselu ở phút thứ 8. Tuy vậy, bản lĩnh của đội bóng lớn đã lên tiếng đúng lúc khi Vinicius cùng Eder Militao thay nhau lập công để giúp Los Blancos vượt lên trước khi hiệp 1 khép lại. Thời gian còn lại tiếp tục chứng kiến sự lấn lướt đến từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Và rồi Marco Asensio là người đã ấn định tỷ số 3-1 sau khi ghi bàn ở phút 90+3. Được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Atalanta và Napoli đã rất biết cách tận dụng lợi thế đó của mình. Đội bóng đang dẫn đầu Serie A có bàn mở tỷ số ở phút thứ 60 sau pha lập công của Kvitsa Kvaratskhelia và họ đã có thể định đoạt trận đấu không lâu sau đó với bàn thắng của Ami Ramani. Chiến thắng 2-0 này giúp cho Napoli xây chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng và khoảng cách của họ với Inter Milan hiện đã lên tới 18 điểm. Trở lại Bundesliga, sau khi loại Paris Saint-Germain một cách rất thuyết phục ở Champions League và Bayern Munich đã tiếp tục đem đến sự hài lòng cho các cổ động viên. Hùng xám ghi được tới 5 bàn vào lưới của Augsburg sau các pha lập công của João Cancelo, Leroy Sané, Alphonso Davies cùng với cú đúp từ Benjamin Pavard.
Theo chiều ngược lại thì các nỗ lực của đội khách cũng giúp họ có 3 lần chọc thủng lưới John Schomer và thắng lợi 5-3 nghiêng về phía Bayern là kết quả cuối cùng của trận đấu. 3 điểm có được trong trận này đã giúp hùng xám xứ Bavaria tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Bundesliga. Sau khi gây thất vọng với việc bị loại ở Champions League thì Dortmund lại khiến cho những người hâm mộ của mình buồn lòng khi không thể giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Schalke vào đêm qua. Câu lạc bộ áo vàng đen đã có tới 2 lần vươn lên dẫn trước sau những bàn thắng của Nico Schlotterbeck cùng với Rafael Guerrero, nhưng rồi các nỗ lực của Schalke đã buộc Dortmund phải rời sân với tỷ số hòa 2 đều. Kết quả đáng thất vọng này khiến cho đội bóng vùng Ruhr đã bị hụt hơi trong cuộc đua với Bayern Munich. Trong những ngày vừa qua thì bóng đá xứ sở đấu bò đã rúng động vì những ảnh hưởng từ nghi ngờ hối lộ trọng tài của Barcelona. Điều này không chỉ tác động đến ông lớn xứ Catalan mà cũng buộc đại kình địch của họ là Real Madrid phải đưa ra hành động. Cụ thể, website của Kênh Kênh Trắng đã ra thông báo chính thức về việc một cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp sẽ được tổ chức vào trưa nay để đưa ra những sách lược phù hợp. Dù không phải là ngôi sao sáng nhất của Manchester City, nhưng có vẻ như màn trình diễn gần đây của Julian Alvarez đã khiến câu lạc bộ chủ quản muốn nhanh chóng giữ chân cầu thủ này. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, The Citizen đã quyết định đưa ra một bản giao kèo mới có thời hạn đến tận năm 2028 và cũng tăng luôn mức đãi ngộ cho nhân tố 23 tuổi này. Đây là một lời đề nghị rất hấp dẫn và nhiều khả năng hợp đồng chính thức sẽ được sớm ký kết. Khi mà mùa giải đang đi đến giai đoạn căng thẳng thì các fan của Arsenal lại càng mong đến ngày trở lại của Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil không chỉ đóng góp tốt vào lối chơi chung của toàn đội, mà các thống kê cũng chỉ ra rằng pháo thủ kiếm được ít điểm hơn khi không có cựu sao Man City ở trên sân. Cụ thể, trong 14 trận có Jesus thì Arsenal có trung bình 2,6 điểm mỗi 90 phút và con số này đã tụt xuống còn 2,2 khi mà tiền đạo 25 tuổi dính phải chấn thương. Có thể nói Paul Pogba đang tự đẩy mối quan hệ giữa mình và Juventus đi vào bế tắc khi anh hết chấn thương thì lại dính kỷ luật vì vi phạm nội bộ. Điều này dẫn đến việc cầu thủ người Pháp nhận về vô số chỉ trích và đích thân anh đã phải có hành động xoa dịu trên mạng xã hội. Cụ thể, tiền vệ 29 tuổi đã đăng một bức ảnh kèm một trạng thái đầy quyết tâm khởi động lại. Đây có thể là lời nhắn gửi của Pogba đến các Juventinis và mong họ cho anh thêm thời gian. Tuy vẫn tin tưởng vào De Gea trong mùa giải năm nay nhưng với việc thủ thành này đã 32 tuổi thì Manchester United cũng đang chuẩn bị dần những phương án thay thế. Theo tờ Sun, Quỷ Đỏ đã đưa hai cái tên David Raya và Diogo Costa vào tầm ngắm. Đây đều là những người gác đền khá chất lượng và nếu đội chủ sân Old Trafford chưa mộ được họ thì thế độc tôn trong khung thành của De Gea chắc chắn sẽ bị đe dọa. Mặc dù mới cập bến Barcelona từ đầu mùa nhưng Frank Kessié đã nhận được sự tin tưởng khá lớn từ Xavi khi anh đã có tới 30 trận ra sân cho đến thời điểm này của mùa giải. Điều này khiến cho cầu thủ 26 tuổi rất hạnh phúc và anh đã thể hiện sự gắn bó của mình với đội chủ sân Camp Nou qua tuyên bố mới đây. Tôi có thể nhìn thấy việc mình ở Barcelona trong nhiều năm qua. Tôi đang ở một câu lạc bộ siêu hạng và tôi muốn cống hiến hết sức mình. World Cup 2022 đã đi qua từ khá lâu nhưng có vẻ như những mâu thuẫn trong lòng đội tuyển Pháp vẫn chưa thể khép lại. Mọi chuyện xuất phát từ phát ngôn mới đây của huấn luyện viên Didier Deschamps rằng chính Benzema đã quyết định rời khỏi đội tuyển khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra và điều này đã khiến tiền đạo của Real Madrid hết sức tức giận. Chân sút 35 tuổi ngay lập tức đáp trả bằng một story với thông điệp không thể thẳng thắn hơn. Thật là trời trẻ. Màn ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn thắng muộn của Rio Nelson trong trận đấu với Bournemouth vào cuối tuần trước tưởng chừng như đã khiến Arsenal phải chịu một án phạt từ phía FA. Tuy vậy, sau một thời gian xem xét thì cơ quan quản lý đã quyết định kết thúc vụ việc và không đưa ra bất kỳ một động thái nào hướng về phía câu lạc bộ Bắc London. Đây là một tin rất vui và thậm chí nó còn khiến nhiều con được ngạc nhiên khi họ luôn cho rằng đội bóng của mình là con ghẻ của FA. Sau khi tuyên bố rời Liverpool vào cuối mùa thì giờ là lúc Roberto Firmino cùng ekip của mình có thể tìm kiếm một bến đỗ chất lượng cho ngôi sao ở Brazil. Một vài ông lớn ở lục địa già đã được liên hệ với chân sút 31 tuổi, nhưng nếu anh muốn có được một cuộc phiêu lưu ở châu Á thì Anas cũng là một lựa chọn không tồi. Theo tờ Express, đại gia của Ả Rập Xê Út đã đưa Firmino vào tầm ngắm và đang muốn đưa anh về để đá cặp với Cristiano Ronaldo trong mùa giải tới. Như vậy là chúng ta cũng đã cùng tìm hiểu về những thông tin đáng chú ý nhất bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Đêm nay thì một số ông lớn sẽ ra sân và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem có bất ngờ nào xảy ra hay không. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn có một ngày chủ nhật thật vui vẻ và bình an.